Ôi rồi ôi, này các bạn nhìn này. Cái Touch ID nó long lên sòng sọc này. Màn hình đã nát bét. Ở đây là cái sản phẩm điện thoại của bạn Liên. Đấy, Liên đây là chuẩn máy nữ dùng các bạn nhé. Thì Liên thuyết trình qua một chút về cái sản phẩm mới của mình. Đấy. Thì em đang đi làm xong rồi. Đấy, lại đổ cho đi làm các bạn ạ. Bị rơi xuống đất, xong nó bắn ra, xong một cái xe đi qua thì đúng. Xe nào, xe nào đã cán lên, ô tô hay xe máy? Xe máy. Cán như nào, người ta có xin lỗi không? Thì người ta cán qua, người ta chẳng biết đâu. Người ta đi mất hả? Thì đây là cái sản phẩm của Liên. Đấy, một chiếc iPhone 6S Plus thì theo như Liên nói là con này sáng nó vẫn... Mẹ ơi cứu con, vẫn dùng đúng không? Thì đây, nó vẫn báo thức và được một cái là mình thấy cái mặt lưng của nó vẫn còn khá là chuẩn. Không biết các bạn thế nào chứ những cái sản phẩm iPhone như này thì cá nhân mình thấy khá là bền. Và lát nữa mình sẽ hỏi lại anh Linh Thợ để xem là, để thẩm định xem là mấy con này nó thực sự bền thế hay không. Thế nên là bạn nào mà hiện tại đang thích những cái sản phẩm iPhone ấy, thì các bạn đừng quên là ở Di Động Việt chúng ta đang có tiệc sale cuối tháng từ nay đến ngày 31 tháng 3 cơ. Chúng ta sẽ có những khung giờ, ví dụ như là từ 8 giờ đến 13 giờ giảm 500.000, từ 13 giờ đến 21 giờ giảm thêm 200.000. Còn những cái phụ kiện chúng ta từ 8 giờ đến 21 giờ sẽ giảm đến là 40% cơ. Thì những cái chương trình tiệc sale cuối tháng này mình sẽ để trong đường link ở phần mô tả. Các bạn đừng quên là click vào đường link ở phía bên dưới để tham khảo nha. Và chúng ta sẽ cùng xem rằng cái con này còn cứu được không, cái độ bền của Apple là như thế nào. Còn anh cũng biết là Liên đã mới tậu được cho mình một con iPhone XS. Con này mức giá 4 triệu các bạn ạ. Một con iPhone XS mức giá 4 triệu. Đấy. Mong rằng chúng ta sẽ không phải gặp lại hiện tượng là hàng nữ dùng như này nữa. Bởi vì sao? Hôm qua Liên vừa mới lắp cái ốp này lên nó đã nát pét như này rồi. Đó, thì bây giờ anh sẽ cùng check xem là cái con... anh sẽ mời một người thợ lành nghề đến để xem rằng là nó còn ổn hay không. Cái con iPhone XS này bây giờ nó còn ngon hay không nhá. Để xem là mức giá 4 triệu Liên bỏ ra là ok hay chưa. Đây là cái con iPhone của Liên. Và đây là của mình. À không không, cái này thì nói sau, nhưng mà thôi, dưới tư cách là một người thợ thì anh nghĩ sao về cái con máy này? Đây là một cái pha mà Liên ngã xe xong rồi cái xe nó cán qua. Anh đánh giá cái mức độ hư hại của con này xem hộ em cái. Nhưng mình phải nói là iPhone bền. Với cái mức độ hư hại này ấy, mình khẳng định là máy vẫn lên khi thay màn. Đây em sẽ bóc cái nắp lưng này nhá. Bóc cái case này ra thì đây cho anh Linh có thể đánh giá kỹ hơn. Đây, màn là coi như nát rồi đúng không? Màn thì chắc chắn là nát rồi. Thế còn bây giờ, cái quan trọng nhất là pin. Bởi vì em thấy bình thường khi mà có cái tác động ngoại lực là pin nó sẽ có thể nổ chẳng hạn. Không, nói chung là trường hợp đấy rất là thấp. Ví dụ là đây là bình thường nhá, máy rất là thẳng. Thì chỉ cần như là những cái như kiểu main mạch hay pin, những cái thứ gọi là gắn liền với khung này nó sẽ không bị làm sao. Chỉ có cái màn này nát rồi thì chắc chắn là chịu. Nghĩa là lý do gì mà khiến cho một cái máy này nó lại có thể đứng vững khi mà nó bị cán qua thế? Lý do là với 6S thì nó chuyển sang sử dụng gọi là nhôm 7000, khá là cứng, cứng thế hơn 6 rất là nhiều. Cái cách mà họ phân phối rồi họ lắp đặt nó có ảnh hưởng gì không? Ví dụ như những cái sản phẩm khác là họ sẽ có những lỗ hổng chẳng hạn. Thì nó có ảnh hưởng đến cái với đời 6S này thì nó cực kỳ bền về mặt main của nó, rất là bền. Cong rất, mình gặp nhiều con còn cong tớn cơ. Nó cũng không hỏng được. Về cơ bản là con này nó chỉ bị hỏng màn thôi đúng không? Màn thôi. Bung cái này ra. Màn phát là biết ngay. Ok, thì anh thấy có nhiều trường hợp nào bị như này chưa? Và mức giá thay nó khoảng nào? Nhiều lắm, nói chung là cái việc iPhone rơi vỡ hỏng thì cực kỳ nhiều. Cái mức giá thay thì tùy, như ví dụ 6S Plus này thì nó sẽ rơi vào tầm độ 700 đến 800 gì đó. Rồi rồi bây giờ anh thử thay xem nó lên không. Theo anh đoán, dự đoán thì nó có lên không? Nếu mà theo như cái con mắt của anh nhìn như này. Mình tin là gần như 100% là máy vẫn sống. Ở tại thực ra Liên nó bảo em là buổi sáng con này nó vẫn rung. Có lên không? Đấy. Máy vẫn sống này. Hóa ra vẫn sống này. Nhưng mà theo anh ấy thì ở những cái pha va chạm như thế này ấy, ok là máy vẫn sống. Thế còn lỡ như mà nó trong tương lai nó có hỏng hóc gì không? Cái này thì coi như là chịu luôn, không ai biết trước được. Biết trước đồ điện tử thì kể cả bạn có không rơi đập hay gì ấy thì một thời gian nó tự hỏng là chuyện rất là bình thường đấy, gọi là xác suất rủi ro. Rồi ok, thì con này bây giờ là thay màn là được đúng không? Con này chỉ cần thay màn thôi. Rồi thì đây là một cái trường hợp là bị xe máy cán qua. Thế còn bây giờ anh Linh cũng rất là chu đáo, em mời sang đây thì cũng có mang theo một cái sản phẩm khác là bị ô tô cán qua đây. Đây là con iPhone 11 Pro Max đúng không ạ? Con này thì nó đi cả màn rồi, đây cái màn đi cả màn đúng không? Của con khác thôi. Theo như kinh nghiệm của anh thì nhôm nó hơn hay là thép nó sẽ bền hơn? Thép bền hơn nhiều. Thép bền hơn đúng không? Con này cái khung đầu tiên nó vỡ hết rồi cơ. Đây mình còn nắn lại qua rồi. Sau lúc mà khách bị cán ấy, họ cầm lên thì máy vẫn có sáng có rung. Sau đấy thì tức là nó ấy màn bị gọi là màn vỡ nát rồi, đứt hết cả cáp rồi. Thì nói chung là những cái đời iPhone như này
kể cả chúng ta có làm rơi vỡ màn hay là chúng ta có làm bị cán qua thì cũng không dễ nổ lắm đúng không? Khó, nói chung là iPhone rất là bền, mình thấy iPhone bền. Ừ. Cái ví dụ như con iPhone 11 Pro Max này thì sau khi anh sửa xong, nghĩa là con này còn cơ hội cứu vãn không? Ý là con này chỉ gọi là cơ hội cứu vãn dữ liệu thôi, chứ cứu main để con này dùng tiếp bình thường không bền thì nó đã chết hết mọi thứ rồi. Ừ. Cam chết hết rồi, phê đi chết. Cam chết, phê đi chết. Trời ơi, màn chết. Màn chết. Pin thì cũng không dùng bền nữa đúng không? Ừ. Pin nó cũng chai lắm rồi con này. Con này bây giờ ví dụ bán cái main đi thì có cơ may đâu. Con này bán main, ví dụ main con này vẫn lên bình thường. Ừ. Này, mình bán main ấy mình sẽ bán được khoảng độ tầm 2-3 triệu gì. Ồ, đó là một người thợ rất là lành nghề. À, cảm ơn anh Linh Thợ. Thì vãn rồi. Thì bây giờ có một cái nữa là Liên nó lấy con này 4 triệu. Em thấy hơi đây, các bạn hiểu là máy nữ dùng nó như nào chưa? Đây, lấy ngày hôm qua và hôm nay nhỉ. Hôm qua như thế này, đấy, Liên có tặng tôi cái này bởi vì nó hợp với màu áo của tôi. Thì không biết anh Linh đánh giá sao về con iPhone XS 4 triệu này. Em thì em không bao giờ khuyên các bạn mua XS cả. Thì anh đánh giá sao XS ở thời điểm bây giờ? Đấy, tôi có nên đấy. Ừ. Con này thì theo anh đánh giá là như nào? Về ngoại hình thì tương đối xấu. Ừ. Thì cái giá 4 triệu đây là giá người nhà thì anh Linh thấy hợp lý không? Nếu mà giá 4 triệu mà gọi là full chức năng thì gọi là giá gọi quá là người nhà rồi. Thì đây là con iPhone XS thì theo như cái kinh nghiệm của anh ấy thì cái khách hàng sử dụng XS bây giờ còn nhiều không? Với những mọi người mà thích hiệu năng tốt và nhỏ gọn thì họ vẫn chọn XS và 11 Pro hơn. Ừ. Nhưng mà con này pin nó còn 78% thôi. Ồ. Thì anh thấy là nó có trụ được lâu không? Với những người thích nhỏ gọn thì họ không dùng nhiều đâu, yên tâm. Chắc chắn là đủ. Thực ra em thấy XS vẫn là một sản phẩm rất là ổn. Nhưng nếu bây giờ để anh lựa chọn giữa XS và XR thì anh sẽ thấy con nào hơn? Dĩ nhiên mình chọn XR vì XR bền hơn XS rất nhiều. Bền hơn thật luôn. Bền hơn và kể cả chi phí sửa chữa của XR nó cũng rẻ hơn XS rất là nhiều. Ồ, nghĩa là kể cả cái anh thay màn hình, thay main, cái gì cũng rẻ hơn. Thay cam đều rẻ hơn. Cái gì rẻ hơn. Wow. Nó chỉ hơn được cái màn thôi. Ừ. Và nó bền hơn một tí nữa đúng không? Chứ thực ra bây giờ anh khuyên em vẫn khuyên mua XR. Và đó là những chia sẻ của anh Linh. Mong rằng Liên sẽ có một cái quãng thời gian sử dụng thật tuyệt vời. Nó lại đi bán XS mua XR. Thật. Đấm cái vỡ mồm. À, đó là toàn bộ những cái trải nghiệm của chúng ta với hai cái sản phẩm là 11 Pro Max bị nát và một cái con iPhone 6 S Plus của Liên là bị cán qua. Chúng ta đều hiểu được rằng bây giờ những cái sản phẩm điện thoại như này ấy, kể cả nó có ra mắt lâu đi chăng nữa thì nó vẫn rất là bền. Bởi vì là Apple họ có những cái tiêu chuẩn riêng của họ khi mà sản xuất ra những sản phẩm điện thoại của mình. Thế nên rằng bạn nào mà đang lo lắng về cái việc là mua điện thoại Apple về sẽ được nâng cấp lâu dài nhưng mà bền thì chưa chắc, có thể là sau nó sẽ tã đi hay như nào đấy thì các bạn yên tâm. Đặc biệt là những cái quy chuẩn tiêu chuẩn thép như này thì các bạn cứ không cần phải lo lắng gì nha. Các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe và mình sẽ còn quay trở lại với các bạn trong những video lần sau.